Rồi mày cũng biết quê nữa. Rồi về địa chỉ nó tập đi. Rồi rồi rồi. Nó cũng biết quê nữa chẳng. Làm gì đó. Ủa mọi người hình như là sữa rửa mặt đang được ghim với giá là 132k kìa mọi người. Đã được giảm cho chúng ta là 63% so với ngày thường đó mọi người. TikTok này anh chơi luôn ngay lúc đầu giờ luôn nên mọi người chúng ta tranh thủ nha. Ai đã được ghim với cái giá là như thế này thì mọi người chúng ta tranh thủ nha. Rồi ok mọi người ơi, bây giờ đang là 656 người share, mọi người share lên giúp cho Hùng 1.000 1.500 thì mình bắt đầu chia sẻ với mọi người một vài những cái chia sẻ và trong thời gian đó có những cái sản phẩm đang được ghim lên với cái giá rất là hời. Mọi người chúng ta cùng tranh thủ vào trong giỏ hàng để mà chốt đơn nha. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 thì còn ít hôm nữa thôi là chúng ta sẽ đến cái buổi offline birthday được tổ chức lần đầu tiên cùng với lại anh hạt dẻ và bé dâu. Và chắc là đợt này mình vẫn làm ở Fidelity nhưng mà chắc là qua tháng sau hoặc là một vài những cái dịp gì đó ở phía sau chắc là mình sẽ làm ở một cái địa điểm khác để cho nó có một cái gì đó nó mới mẻ. Chắc là cũng quanh quanh khu vực quận 1 thôi. Hy vọng là sẽ có thể là xin được những cái giấy phép biểu diễn ở những cái nơi đó. Ví dụ như nhà hát lớn thành phố hay là một cái địa điểm gì đó như là trung tâm thương mại Tesco hay là Đà Lạt là kiểu như vậy. Hy vọng là có thể là sẽ có một vài những cái buổi khác ngoài cái chỗ phố Nguyễn Huệ để chúng ta có thể là giao lưu với mọi người một cách ok hơn. Đấy. Khổ quá. Ok, bây giờ đang là 8.800 người xem rồi. Hiện tại bây giờ là chị Lan Anh với lại My nó đang đi tập. Đang đi tập bài múa cho một cái tiết mục ngày offline này sẽ là một cái gì đó nó rất là vui vẻ cho tất cả mọi người khi mà tham gia cái buổi họp. Nên là hy vọng rằng là mọi người chúng ta có thể là cùng nhau chờ đợi và hôm đó chúng ta sẽ có mặt đông đủ để chúng ta có thể là cùng nhau trải nghiệm mình với những cái khoảnh khắc thật là ý nghĩa trong cái buổi offline nha. Ok thì Hùng sẽ chia sẻ thông báo cho mọi người chi tiết về cái buổi offline chắc là vào ngày 27 Hùng sẽ thông báo chính thức cho mọi người chứ hôm nay mới có 2 năm thôi. Mình cũng chưa nắm được hết tất cả những cái thời gian và nội dung để mà có thể là chia sẻ với mọi người. Nên là chắc ngày 27 mình sẽ chia sẻ với mọi người chi tiết hơn về cái thời gian mọi người chúng ta có mặt giao lưu hay là những cái gì mà nó diễn ra trong cái buổi họp đó để mọi người chúng ta có thể là nắm bắt. Và khi chúng ta tham gia cùng với nhau chúng ta sẽ không có kiểu là bỡ ngỡ hay là gì cả. Được không mọi người? Rồi, trong thời gian mình chia sẻ và tâm sự với tất cả mọi người thì sữa rửa mặt đang được ghi, sữa rửa mặt trùng ngay đang được ghi giảm cho mọi người là 63% từ 360 còn 132. Đây là mọi người chúng ta tranh thủ trong cái thời gian mà TikTok đang hỗ trợ giảm tới 63% như vậy, mọi người chốt đơn thật là nhiều để mà tránh mất đi những cái deal rất là hấp dẫn cho mọi người. Sữa rửa mặt trùng ngay thì cũng là một cái sản phẩm, nếu như mọi người chúng ta dùng mặt nạ lá trùng ngay thì mọi người chúng ta cũng đã biết rồi đó, cái lá trùng ngay nó làm cho cái da mặt của mình nó rất là mát và bên cạnh đó nó làm cho cái tông da của chúng ta sáng hơn rất là nhiều. Thì sữa rửa mặt trùng ngay cũng là một cái sản phẩm nó sẽ không có cồn, không có những cái chất gây kích ứng da, sản xài nó rất là hiệu quả và khi mà chúng ta dùng như vậy thì nó cũng sẽ làm cho cái da mặt của chúng ta nó rất là được sạch sẽ và sáng bóng. Nên là bây giờ mọi người chúng ta tận dụng để mà chốt được những cái đơn hàng sữa rửa mặt đang ghim với tất cả mọi người nha. Ok mọi người, bây giờ thì Hùng xin được phép chia sẻ với mọi người một xíu. Thì ngày hôm qua là chắc mọi người chúng ta cũng đã theo dõi cái một vài những cái khoảnh khắc mà Hùng hay là một vài những cái người bạn đăng lên trên TikTok khi mà mình đi tham gia cái du thuyền, đúng không mọi người? Cái lý do mình không livestream thì chắc là mọi người chúng ta đã biết rồi. Khi mọi người vào một cái nơi mà nó tại vì cái nơi mà hôm qua mà mình đi á là cái khu vực đó là khu biệt thự Lan Anh, thì khi mà vào trong đó để mọi người có tin không, mọi người chỉ cần quay phim ở phía ngoài thôi là đã có 2-3 anh bảo vệ đến để người ta nhắc nhở rằng cái khu vực này là khu vực riêng tư, không cho phép quay phim chụp hình hay là gì cả. Đến khi nào mà lên tận trên thuyền và thuyền ra tới kiểu ra ngoài sông rồi bắt đầu người ta mới kiểu là cho mọi người thích làm gì thì làm về cái việc mà mọi người xô hình ảnh hay là này kia, làm về cái việc mà mọi người xô hình ảnh hay là này kia. Nên là đấy cũng là một trong những lý do là mình không thể live stream được. Nên là hôm qua mình cũng đã chia sẻ với tất cả mọi người là thứ nhất khi mà mình lên trên thuyền là mình sẽ không có live bởi vì mình cũng đã biết được những cái khu đó là cái khu riêng tư. Nên là mình cũng đã nói với mọi người trên live trước.
Thì cái người bạn của Hùng ở bên chỗ mà bán kim cương á, thì người bạn ấy cũng không có biết, nên là cũng hình như là cũng có đăng lên trên TikTok và hứa với mọi người là đến cái thời gian đó tạo được like, nhưng mà thật ra là đến đó thì bảo vệ người ta không cho phép là live stream lên chụp hình gì cả, nên cuối cùng là sẽ có một cái vlog. Thì cái vlog này là mình đang chờ cái bạn quay phim bạn Đức, thì chắc là khoảng tầm trong ngày 27 là sẽ có cái vlog đăng lên trên cái kênh social của Hùng, để mọi người chúng ta có thể là theo dõi được cái vlog Hùng dẫn đi và một vài người bạn lên trên cái du thuyền. Thì sở dĩ là hôm qua trên cái du thuyền đó thì mình xin chia sẻ với mọi người một xíu. Thì mọi người biết là du thuyền đấy không phải là cái du thuyền kiểu là lớn hơn là lớn, không phải là chứa được hàng vài chục khách hay là vài trăm khách, mà đấy là một cái du thuyền chứa được khoảng tầm là 20 người thôi, hơn 20 người thôi. Thì bên chỗ cái người bạn mà làm đồng hồ cho Hùng đó thì đã có 7 người rồi, và một vài những cái anh mà trên thuyền để trực và làm công tác an ninh đó thì nó cũng đã là hơn 10 người rồi. Nên là bên 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 mình á, là Hùng này là được dẫn theo 9 người, với Hùng rất là 10. Thì lẽ ra trong danh sách là có cả vợ chồng cụ Báo, nhưng mà ngày hôm qua đến giữa chừng thì vợ chồng cụ Báo là bạn không có đi được, thì Hùng đã nhường hai cái suất đó cho em Kinh và em Đạt đó. Tại vì ở văn phòng là Hùng này, vợ chồng cụ Báo này, Sơn Uyên này, Tuấn này, con My này, Mai này, là 8 người đó, mọi người hiểu không? Nên là hôm qua được cái thiện đó ở quận 2, nên là mình mới thấy là quận 2 là gần gần cái nơi mà thằng Ken với lại thầy hiệu trưởng ở, nên Hùng mới kêu hai người là cũng qua là đủ 10 người. Nhưng mà đến giữa chừng thì cụ Báo và cụ Báo bận nên mới thay vào là cho Kinh với Đạt. Thì mọi người thấy là thay Kinh và Đạt thì cũng có đôi bạn trẻ cũng đã có những khoảnh khắc trên thuyền. Chắc là mọi người theo dõi là mọi người đã thấy thôi. Hôm qua thực ra là bốn du thuyền chỉ là cái cớ để cho đôi bạn trẻ nó gắn kết tình cảm thôi. Đấy, được chưa? Thấy về đăng là cảm thấy được yêu rồi, hiểu đấy đó. Và chắc là ngày 27 này thì sẽ có vlog thôi. Thì sẵn ở trên livestream này thì Hùng xin được chia sẻ với mọi người một xíu nha. Thì ngày hôm qua khi mà ở trên thuyền về thì ban đầu Hùng dự tính là sẽ không không livestream để cho ngày hôm nay được đi chơi trọn vẹn, nhưng mà cuối cùng là về phần về về tới quận 1 thì lúc đó mới có 8 giờ 5 thôi. Thì lúc này con My nó cũng hơi phê phê sân banh, nó mới kêu là để nó lên livestream với lại Sơn Vũ Yên. Thì cuối cùng là vì cái câu nói của nó nên là cuối cùng là Sơn Vũ Yên mới lên để like với mọi người. Xong cuối cùng lên và nghe nói là về văn phòng là nó cũng nhõng nha nhõng nhẽo như thế này kia, cuối cùng nó quyết định nó lại đi về. Thì cuối cùng là chỉ còn có Yên với lại Tuấn livestream ở văn phòng thôi. Thì hôm qua là Hùng cũng không có theo dõi chi tiết cái buổi livestream, nhưng mà sau cái buổi livestream thì có khá là nhiều bạn cũng đang edit lại một vài những cái nội dung mà Tuấn chia sẻ với mọi người trên live. Thì sáng hôm nay ở trên live Hùng xin được chính đính chính lại với mọi người một xíu. Đầu tiên là về cái lắc tay mà Hùng tặng cho My, Hùng xin được chia sẻ với mọi người cái lắc tay đó không phải là lắc tay kim cương như mọi người. Mặc dù là mình im lặng thì đôi khi là mình cũng được cái tiếng thơm, đúng không mọi người? Nhưng mà thực ra là cái gì thì mình cũng phải rõ ràng, không mắc công sau này nhiều người lại nói ra với bạn thì mình cũng rất là đau đầu. Hùng xin được chia sẻ với mọi người, Hùng không biết là mọi người có dành về thế giới kim cương hay là này kia không, nhưng mà cái đồng hồ của Hùng mình xin được chia sẻ với mọi người, mình không tính giá trị của cái việc mà mình mua đồng hồ, mà mình cũng không tính cái vòng mà kim cương bao gấp ở đây, mà mình tính một vài những cái tấm như này thôi, nó đã tính bằng hàng trăm rồi. Thì tất nhiên là nếu như mà cái lắc của mi của ngày hôm qua mà là lắc kim cương như mọi người, thì mọi người có nhìn thấy không, một cái hột xoàn ở trên cái lắc đó nó đã khoảng tầm là 4,5 ly. Thì nếu như mà giả sử 4,5 ly mà cả một chục đến hai chục hột như vậy, thì cái lắc đó nếu mà tính giá trị của kim cương thật nha mọi người, thì nó sẽ khoảng tầm là hơn 400 triệu. Và chắc chắn rồi, mình sẽ không thể có có thể tặng cho My một cái món quà nó cực kỳ là giá trị và nó nhiều tiền như vậy được. Thì hôm qua khi mà ở trên tàu, lúc mà người bạn của Hùng mà trao cái đồng hồ xong, thì Hùng mới lấy cái lắc và tặng cho My. Và trên cái tàu, trên cái thuyền đó là Hùng cũng có chia sẻ với tất cả những người ở trên thuyền. Nếu như mọi người chúng ta vào trong cái TikTok của người bạn bán sàn bạn của Hùng có đăng cái video ngày ngày hôm nay, là Hùng giải thích về cái lắc. Hùng có nói là cái lắc đó không phải là lắc kim cương thiên nhiên, mà cái lắc đó là lắc đá morsellite. Và nếu như mọi người chúng ta tìm hiểu thì mọi người biết đá morsellite cũng là một cái loại đá dùng cho trang sức cũng rất là sang trọng, nhưng nếu như mà nói về giá trị thì nó sẽ không thể bằng kim cương được. Và thực sự là cái lắc mà Hùng đang đeo cũng là đá, cái lắc mà Hùng hay đang đeo cũng là đá morsellite chứ không phải là đá kim cương thiên nhiên. Nếu như mà kim cương thiên nhiên mà mấy chục hột như vậy thì thực sự là chắc nó cũng phải rơi vào tiền nửa tỏi mọi người, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Thì mọi người cũng biết là My thì nó cũng rất là vui và nó rất là nhanh. Khi mà nó nhận được quà thì cái câu đầu tiên nó cũng hay hỏi là ủa cái này có bán được không hay này kia các kiểu.
hay là kiểu thêm mọi người biết tính của mình mà, nói chung là nó cũng rất là kiểu là vui vui và nhây nhây, hay là đôi khi nó cũng hay hỏi là cái này mắc tiền không, tôi đem đi bán được không này kia các thứ. Thì thực sự là trên tàu là mọi người nếu mà xem cái video đó thì Hùng cũng giải thích, thứ nhất Hùng giải thích là cái lắc đó là lắc đá Moissanite không phải là kim cương thiên nhiên. Thì con mi nó cứ hỏi đi hỏi lại, ông Hùng ơi cái này bán đi được không, để tôi bán đi, tôi mua nhà rồi hay mua xe này kia. Thì Hùng với nó cũng chọc chọc với nhau thôi, thì Hùng Hùng chọc vui với nó, trời ơi mày đừng có bán cái này hơn 100 triệu đấy. Thì lúc đó là Hùng chỉ nói cho con mi nó nghe thôi, nhưng mà chắc là ông Tuấn ông đứng ở cái góc nào đó ông nhiều chuyện, thì ông lại nghe được cái câu nói đó và ông nghĩ là cái lắc này hơn 100 triệu thật. Thì sau đó ông về ông trên live ông kể là cái lắc này hơn 100 rồi thế này thế kia. Thì nói chung là hôm qua thì Hùng không có xem live, nhưng mà sau đó thấy mọi người về edit rất là nhiều đó, Hùng thấy là mọi người về edit rất là nhiều. Thì cuối cùng là hôm nay mình cũng chờ phiên live này để có thể là chia sẻ cho mọi người hiểu rõ cái đá đó cũng là một cái đá nó làm trang sức và nó cũng có giá trị, nhưng mà so về với cái số tiền mà giống như Tuấn vừa nói trên live thì nó không tới cái mức đấy đó. Hùng xin được chia sẻ lại, mặc dù là đôi khi mình im lặng đấy cũng là một cái làm như mọi người nghĩ rằng là ông Hùng rất là phóng, nhưng mà không phải mọi người, cái gì nó ra cái đó mình không thể mà vì phóng đại cái giá trị của cái món quà mình tặng lên để mình im lặng được. Mình là muốn một cái gì đó nó thực sự là chân thành, hay là một cái gì đó nó thật là rõ ràng, bởi vì mọi người biết rồi, mi thì nó rất là vô tư. Ngay cả cái việc mà Hùng tặng cho nó cái đồng hồ, mọi người thấy không, cái đồng hồ nó có nhiều cái tính năng hơn là cái lắc trang sức kia đúng không? Đó, nó có thể gọi điện này, nó có thể nhắn tin này, nó có thể xem này xem kia, mà nó đeo được vài hôm cái nó chán nó vứt ở nhà rồi, thì chắc chắn là mình không thể tặng cho nó những cái món quà kiểu là cực kỳ giá trị như vậy được, bởi vì không cần phải nói đâu xa, có khá là nhiều fan cũng đã tặng cho mi nhẫn, cũng có tặng cho mi lắc, cũng tặng cho mi dây chuyền, nhưng mà nó đeo được một hai hôm hay là gì đó, rồi cuối cùng là nó cũng đâu có đeo lại, hoặc nó để ở một cái góc khác. Đây là bản thân Hùng hiểu được tính của mi về cái việc rằng là hiện tại bây giờ chưa phù hợp để sở hữu và đeo những cái gì nó cực kỳ giá trị như vậy, nên là Hùng muốn giải thích với mọi người cái lắc hôm qua Hùng tặng cho mi là cũng giống như cái lắc của Hùng, nhưng mà cái lắc của mi là lắc vòng tay nữ thì cái kích thước của nó nhỏ hơn, còn Hùng là nam thì kích thước nó to hơn, nhưng mà đều được cùng sản xuất một cái loại đá đó, vỏ của nó được làm bằng bạc bạc trắng, và đá ở trên cái lắc đó là đá Moissanite. Và nếu mọi người chúng ta quan tâm thì mọi người cứ search Google có thể hiểu được đá Moissanite cũng là một cái trang sức mà có rất là nhiều người họ cũng đã sản, trong đó cũng có giới rapper người ta đã sử dụng những cái đá đó rất là nhiều để làm trang sức đó. Hồng xin được chia sẻ với mọi người như vậy. Thì thông qua cái việc đó thì cũng có một vài những người họ cũng là kiểu là anti hay là kiểu là fan lúc lùn, xong rồi họ cũng đi vào trong cái tài khoản của người bạn bán soạn của Hùng cũng hỏi giá, xong rồi khi họ biết được giá là họ nghĩ là Hùng đổ rồi thế này kia, nhưng mà thực sự là Hùng không có nói ở trên live là cái giá trị của cái lạng đó là như vậy, bảo tay ông Tuấn ông tự nhiên ông nghe ở đâu đó xong ông về trên live nói. Thì bây giờ Hùng xin được đính chính lại để cho mọi người chúng ta có thể hiểu rõ được là chắc chắn trong cái thời điểm hiện tại bây giờ mi không phù hợp để mà có thể là đeo những cái giá trị nó như vậy. Và mọi người chúng ta nếu mà nhìn sâu xa hơn thì mọi người có thấy 3 4 tháng trước thì mi là một cô bé có công việc khá là vất vả ngoài đường phố, không thể chỉ trong vài tháng thôi mà chúng ta đã đắp lên cho mi những cái giá trị nó còn hơn cả những người con nhà giàu được. Hùng nói thật với mọi người không cần phải nói đâu xa, giống như vợ chồng của báo rất có điều kiện nhưng con cái chưa chắc đã có thể là đeo trên người những cái đồ nó giá trị, cho nên là mọi người chúng ta cũng phải nhìn một cách sâu xa hơn, không thể dựa vào đó để mà chúng ta đưa ra những cái câu từ nó không hay và nó to xích này to xích nọ được. Nên là sẵn dẫn dắt trong cái câu chuyện này Hồng xin được chia sẻ với mọi người luôn. Tính của Hồng thì mọi người đã biết rồi, mình rất là thẳng thắn đúng không mọi người? Hồng cũng không phải là cái người mà giấu đầu hở đuôi, tất cả những cái gì mà từ lúc mà đầu hành trình này cho đến hiện tại bây giờ là Hồng đều dám đối diện và xử lý hết tất cả những cái điều đó bằng một cái sự thẳng thắn nhất. Và mọi người cũng đã biết rồi, Hồng luôn luôn vẫn nói đấy là đó mọi người. Hồng luôn luôn thừa nhận bản thân mình, cái khuyết điểm của Hồng là một cái người nóng tính, và khi một người nóng tính mà người ta gặp một cái chuyện gì đó không vui, khi một người nóng tính người ta gặp một cái chuyện gì đó không vui thì người ta sẽ thể hiện một cái thái độ nó cặp cặp. Và mọi người nếu như mà tìm hiểu thì mọi người sẽ thấy đôi khi cái người người mà nóng tính là người ta bộc phát ngay lúc đó là người ta đang rất sống thật với cảm xúc của họ, nhưng qua rồi thì thôi người ta không có để bụng nữa. Thì Hùng đối với mi cũng là cái kiểu trường hợp như vậy. Ví dụ như khi mi nó đang làm một cái điều gì đó làm cho Hùng không hài lòng thì Hùng sẵn sàng bộc lộ cái điều đó ngay cả trên live có mười mấy ngàn người xem, chứ không phải là chờ tắt live đi Hùng mới thể hiện thái độ về nó. Nếu như ai theo dõi cái câu chuyện này từ đầu đến giờ, mọi người phải biết bản thân bản chất của Hùng là như vậy, có nghĩa là Hùng có thể sẵn sàng lớn tiếng với nó nếu như nó làm cái điều gì đó nó không hay và nó làm một cái điều gì đó làm cho Hùng cảm thấy không vui, nhưng sau đó lại thôi. Cũng giống như ở nhà mọi người chắc cũng đã từng được bố mẹ mình dành cho mình những cái thái độ như vậy, nếu như mọi người làm cái điều gì đó khiến cho bố mẹ mọi người không vui đúng không ạ? Ví dụ như mọi người làm một cái điều gì đó sai
làm một cái điều gì đó bố mẹ mọi người cảm thấy không hay lòng, bố mẹ có thể dùng những cái câu từ rất là nặng lời, tôi kệ cha muốn làm như kệ mày mẹ này kia, nhưng mà sau khi nói xong rồi thì mọi chuyện thôi, nhưng mà ba mẹ vẫn dành cái tình yêu thương, nói thì nói nhưng mà cuối cùng vẫn dành cho con mình những cái hành động mà con mình mong muốn, đúng mọi người. Thì bản thân Hùng là một người chưa lập gia đình, cũng chưa có con, nhưng mà cái cách mà Hùng đang đối xử với My thì Hùng nghĩ rằng là mọi người ở đây đang xem live ai cũng đã từng là cái người đã trải qua những cái điều đó rồi. Vậy thì bây giờ Hùng xin được chia sẻ và Hùng xin được nhắc khéo một người ở trên live là nếu như không dừng lại những hành động và lời nói của chị đối với em hay và My, em sẽ công bố cho mọi người biết cái bộ mặt thật của chị, để lúc đó chị tránh chịu những cái con xích, thì lúc đó là không còn ai để mà đứng về phía chị nữa. Hùng xin được chia sẻ với mọi người như này này. Đầu tiên Hùng xin được nói thẳng với tất cả những người đang coi live này, kể cả những người họ không thích Hùng hay những người đang chờ xem ông Hùng này làm cái gì không đúng để mà bắt đầu lập phe lập phái mà con xích, Hùng xin được nói lại một lần nữa, từ lúc bắt đầu hành trình cho đến bây giờ sóng gió bao nhiêu mình đã trải qua hết rồi, nên là nói thật với mọi người bây giờ sóng gió nó có đến thì mình đón thôi, chúng chả có gì mà phải ngán cả. Thì Hùng có một cái đó là khi mà mình nói chuyện với một ai thân thiết, và nhất là khi Hùng đang lái xe, Hùng có một cái thói quen là Hùng rất là hay ghi âm. Đây là đối với tất cả mọi người chứ không riêng gì một cá nhân, nếu như ai đó là cái người mà Hùng hay nói chuyện, tại vì khi lái xe thì mình không thể dùng mà nhắn tin văn bản được, mình đi xe hơi mà mọi người, đúng không, kể cả đi xe máy vậy thôi, đâu ai mà dùng một tay để mà cứ nhắn tin được. Thì Hùng hay có thói quen là lái xe là hay ghi âm. Và mọi người biết không, một trong những lý do mà những người trước đây Hùng hay nói chuyện mà bây giờ họ không thích Hùng nữa hoặc là họ quay xe, một trong những lý do chính của cái điều đó là khi họ nhắn tin cho Hùng, họ hay nói những cái câu như này này. Thôi cố gắng chăm sóc vợ đi em. Có nghĩa là họ hay dùng những cái câu từ kiểu như vậy. Ôi vợ nhỏ mà phải yêu thương chăm sóc chứ, này kia các kiểu. Thì khi mà Hùng nhận được những cái câu từ như vậy là Hùng chỉnh liền luôn mọi người. Hùng chỉnh liền luôn. Chị ơi, em đang giúp đỡ My ở đây với vai trò là một người kết nối. My nó chưa đủ tuổi thành niên, nên em xin được khẳng định lại là bây giờ em đang giúp My với vai trò là một người kết nối chứ không phải là tình cảm nam nữ. Đấy là câu chuyện của 3-4 năm sau. Và Hùng xin được chia sẻ lại, có phải mọi người đã từng nghe Hùng nói cái này ở trên live rất nhiều lần rồi đúng không? Chứ không phải là mình im lặng và muốn cho để mọi người muốn làm gì làm. Hùng đã từng nói cái này trên live rất là nhiều lần rồi. Thì bây giờ có nhiều bà chị đã từng nghe Hùng nói chuyện như vậy và cứ nghĩ rằng là bây giờ ông, tao có cái ghi âm của thằng Hùng nè, tao có ghi âm của thằng Hùng nè. Thằng Hùng nó nói là nó không yêu con My nè. Ok, mày để tao mà công khai cái này lên là mày chết. Thì Hùng xin được nói thẳng luôn, nếu như người đó đang có like thì ok, xin mời. Bởi vì thực ra là những cái này ông Hùng đã nói trên live rồi, chứ chả có cái con mẹ thì mà ông Hùng sợ hết. Hùng xin được nhắc lại, đây không biết là lần thứ tư hay là lần thứ năm rồi Hùng đã nói trên live là bây giờ con My nó chưa đủ tuổi thành niên. Nếu như giả sử tôi nói với một cái người nào đó là ôi em yêu My lắm này kia, thì chắc chắn giả sử đi cái người đó không tốt, hoặc kể cả có tốt đi chăng nữa, người ta đi đồn với một ai đó, cái người mà người ta không thích Hùng, người ta sẽ nói mẹ cái thằng Hùng mười ba mấy tuổi mà nghĩ sao yêu con tuổi vị thành niên, rồi người ta đồn đầy đồn nọ, thì cái người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại là con My, bởi vì nó chưa đủ tuổi thành niên và nó là con gái. Thì tôi là một cấp độ là người giám hộ thì tôi phải nói ra những cái câu từ nào để cho tương lai con My nó không có bị nhơ nhất bởi những cái câu nói tác động của người khác, đúng không mọi người? Nên là trên live là tôi đã từng nói rất là nhiều lần và Hùng xin được khẳng định lại một lần nữa. Đấy, hiện tại bây giờ Hùng đang đồng hành giúp My với vai trò là một người giám hộ, và mẹ My đang giao My cho Hùng và Hùng đang làm điều này rất tốt. Còn cái chuyện nam nữ Hùng đã nói rồi, đó là câu chuyện khi My đủ 18. Khi nó đủ 18 rồi, nó muốn yêu ai, nó đến với ai thì đấy là câu chuyện của nó. Đó, và giả sử đi, nếu như Hùng và My 3 năm sau mà đến được với nhau thì đấy là một câu chuyện đẹp, đúng không? Một câu chuyện cổ tích, rất là nhiều người cảm thấy rằng là ôi giữa cuộc sống sâu bồ như này mà có một cái chàng trai giúp đỡ những cái đứa trẻ và cuối cùng sau này hai đứa đến với nhau thì đấy là một câu chuyện đẹp. Nhưng giả sử 3 năm sau mà không đến được với nhau thì mọi người hãy nhìn lại cái thời điểm hiện tại này, thanh xuân của con My nó đã đẹp chưa? Những gì ông Hùng đang làm cho nó có tốt không? Mối quan hệ xung quanh bạn bè người thân của ông Hùng dành tình cảm cho con My có number one hay không? Thì đấy là cái câu chuyện của 3 năm sau, cứ nhai đi nhai lại rồi bắt đầu hù dọa, nói rằng là ơi ngày xưa lúc ông Hùng là ông ghi âm cho tao, ông nói là ông không có yêu con My tình cảm nam nữ, tao đâu có điên là một tên nói cái yêu con My khi nó đang 15 tuổi để cho cả xã hội người ta nhìn vào người ta phê bình. Cái câu chuyện đang nhân văn như thế không nhìn vào được, cứ xem chuyện cổ tích biết để bắt đầu hù dọa này kia các kiểu. Và mọi người biết rồi, Hùng đã nói rồi, khi mình đang nóng tính thì mình sẽ không kiềm chế được cái câu từ của mình, và đây là cái điều mà Hùng đã thể hiện ở trên live rất nhiều lần. Chứ không phải là mình sống theo kiểu là trên live thì cứ kiểu ra mặt mình là thật đạo lý, nhưng mà sau live thì chửi bới người ta. Trời, trên live tôi đã làm rất là nhiều lần những cái thái độ cực kỳ là cọc cằn với con My khi nó làm tôi không hài lòng, đúng không mọi người? Đây là bây giờ Hùng xin được cảnh cáo một người, và mình nói khéo thôi, chúng ta đã từng thân thiết với nhau
chúng ta cũng đã từng có những cái thời gian được chia sẻ với nhau rất là nhiều. Và tưởng chừng câu chuyện đã kết thúc khi mà ngày trước ở trên live đã nói như vậy. Nhưng mà không ngờ là sau lưng vẫn đi nói xấu những cái câu từ cực kỳ độc miệng dành cho con My và ông Hổ. Nên là Hổ xin được chia sẻ và nhắc lại một lần nữa, đừng để mình cho tất cả mọi người ở trên live nghe được những cái đoạn ghi âm mà gần đây này, người đó đi nói xấu Hùng và con My với những người khác. Đừng nghĩ rằng tất cả những người mà chị đang đi nói xấu, họ nghe và họ im lặng, họ cũng là những cái con người sống rất là đàng hoàng đấy. Và khi mà em mở cái ghi âm này lên để người ta nghe được cái giọng của chị thôi, thì em nói thật, có thể chị sẽ là một trong những người bị to xích nhiều nhất từ lúc hành trình này cho đến bây giờ. Đừng để em phải cho người ta nghe được cái đoạn ghi âm mà chị nói những cái câu từ cực kỳ là độc mồm, độc miệng dành cho ông Hùng và My, mặc dù chúng ta đã có những thời gian khá là thân thiết với nhau. Đó, nên là mình xin được chia sẻ, có những cái con người cực kỳ là mắc cười. Khi bạn làm những cái nội dung video để mà hướng dư luận to xích người khác, thì bạn hả hê, bạn nghĩ rằng là bạn có những ngôn từ cao siêu. Rồi đến khi bạn bị quay xe, người ta to xích bạn, thì bạn lên bật kể này đủ kiểu làm video thế này thế nọ. Hãy hiểu đi, mình gieo cái gì thì mình gặt cái đó thôi. Nên là tôi xin được nhắc lại một lần nữa, nếu như đang xem live còn tiếp tục đi nói xấu tôi hay con My bằng những cái câu từ cực kỳ là mất nét như vậy, thì đừng để tôi công khai những cái đoạn ghi âm bạn nói xấu tôi và My lên cho mọi người nghe xong rồi mọi người cảm thấy cực kỳ thất vọng với cái con người mà khẩu xà tâm phật luôn, à quên, khẩu phật tâm xà luôn đó. Thế là hôm nay là mình xin được chia sẻ trên live vậy, và xin được nói lại một lần nữa, trời đừng hù ông Hùng, ông Hùng có ghi âm cái câu từ gì không đúng, hay ông Tùng có ghi âm cho bạn những cái câu từ gì khi ông Hùng đang nóng giận hay một cái điều gì đó, cứ soi đấy bình thường, đấy là đón thôi. Những con người mà nóng giận bực tức thì đôi khi người ta không kiểm soát được cái lời nói của mình. Điều quan trọng nhất là những gì ông Hùng nói và hiện tại bây giờ những cái ông Hùng đang làm thì ông Hùng có làm tốt hay không. Hôm nay Hùng xem được một cái video rất là hay đó mọi người. Hùng thấy cái video này bạn này làm rất là hay, để mọi người đợi Hùng xíu nha. Hôm nay là mấy bạn kiểm duyệt viên gửi cho Hùng cái video này của bạn, một cái bạn làm rất là dễ thương, để mình mở lên cho mọi người xem. Đây. Đây là một cái video, ở trong đây có rất là nhiều những hình ảnh, và trong những hình ảnh này nó đi kèm với những cái hành động là trái đi với những cái lời mà Hùng nói. Ví dụ như là, dâu, tôi muốn đi bơi, thì bên đây anh Hàn Rẻ trả lời là ai rảnh và lại tập cho mày là đi bơi, tao bận lắm, nhưng vuốt qua là cái hình mà Hùng dẫn nó đi bơi. Tiếp theo, con My bảo là tôi thích chiếc lắc giống ông ấy. Xong rồi bên đây trả lời là mày nghĩ tao mua cho mày, và kết quả cũng là một cái lắc y chang. Tiếp theo, tôi thích cái đồng hồ, ông cho tôi mượn đeo được không? Mày điên hả? Biết bao nhiêu tiền không mà mày đòi mượn đeo? Và kết quả là ông Hùng vẫn đưa cho con My mượn đeo. Và còn rất là nhiều những cái nội dung mà nên làm. Rồi tôi muốn đi công viên chơi, mấy cái đó cho con nít chơi sao mà đi? Đây, kết quả là ông Hùng vẫn dẫn con My đi chơi công viên. Rồi tiếp tục nữa là tôi khóc, ông có dỗ tôi không? Ai dạy mà khóc, mày tự nín đi, lớn rồi. Đây, kết quả là ông Hùng phải nín, dạy coi như là dỗ nó nín khóc. Rồi mấy ngày lễ tôi có được tặng quà không? Mày nghĩ sao tặng quà cho mày, mơ đi con. Đấy, ngày lễ là ông Hùng tặng quà cho nó quá trời. Rất là nhiều những cái video thì mọi người sẽ thấy bản thân Hùng là một cái người trên live không có thể hiện được những cái câu từ ngọt ngào hay là những cái điều gì mà nó giống như kiểu trong chuyện của Tích hay Tổng Tài mọi người xem. Nhưng mà mọi người thấy là Hùng đều trái lại những cái gì mà Hùng đã nói trên live. Mặc dù mình nói này kia các kiểu, nhưng mà mọi người thấy rõ ràng là những cái hành động của mình nó lại trái ngược đi với những cái lời mà mình nói. Nhưng mà những cái điều đó là những cái điều tích cực, không phải là những cái điều tiêu cực. Đây là Hùng xin được chia sẻ lại. Mỗi người họ có một cái tính cách và một cái sự thể hiện khác nhau. Đôi khi trên live hay là ngoài đời nghe những cái lời ngọt ngào của cặp này cặp kia hay người này người kia, nhưng mà chưa chắc đằng sau cái câu chuyện đó là những cái câu chuyện nó giống như những cái gì mà mình nói, đúng không mọi người? Nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái gì nó đang diễn ra ở hiện tại. Đấy, ông Hùng ông đang đồng hành và giúp My theo cái cương vị là một cái người kết nối, và bên cạnh đó là một cái người giám hộ. Vậy thì đặt ra câu hỏi rằng là ông Hùng, ông đã làm được cái điều đó giống như những cái việc mà ông ấy mong muốn hay chưa? Thì tất nhiên bây giờ mọi người nhìn vào, mọi người sẽ thấy đấy, cuộc sống của My bây giờ nó thay đổi hơn rất là nhiều rồi. Những người mà xung quanh My là bạn thân hay là anh chị em của tôi đều cũng rất là yêu thương My. Đấy là cái điều quan trọng, và điều quan trọng nhất là mẹ nó lúc nào cũng rất là vui vẻ và biết ơn đến tôi. Cái điều đó là điều quan trọng. Còn mọi người cứ xem ngay rồi mọi người phán xét thì bàn tay những cái câu từ nó rất là mắc cười như vậy, thì nó sẽ làm cho bản thân mình rất là cọc cằn và khó chịu đấy, đúng không mọi người? Đó, nên là hôm nay Hùng xin được nói trên live vậy. Nếu như mà Hùng còn thu thập được một vài những cái thông tin của cái người mà Hùng vừa nhắc nữa, lúc đó Hùng sẽ công bố trên live. Nếu như mọi người theo dõi thì mọi người sẽ biết tuy Hùng là một người rất là thẳng tính, nhưng không phải là Hùng sẽ nói ra cái tên người đó là ai. Hùng sẽ luôn luôn cho họ một cái cơ hội và một cái đường lui. Có nghĩa là trừ những cái người nào mà họ làm những cái nội dung video hay là họ có những cái phát ngôn nhắm thẳng vào mình,
nhiều lần hay là gì gì đó nghiêm trọng thì mình mới nói thẳng trên live thôi. Còn những cái người mà đôi khi họ có những cái câu từ sai hay một cái điều gì đó, mà nhất là những người mà đã từng hay nói chuyện với mình, thì Hùng chưa nói thẳng trên live cái tên của người đó bao giờ, trừ khi người đó tiếp tục quá đáng với mình thì mình mới nói. Còn đây một lần nữa Hùng xin được chia sẻ và thẳng thắn nói vậy. Và thậm chí luôn nha mọi người, cái nick buồn của 299 đó mọi người, là cái nick mà hay làm cái nội dung nói xấu con Mi đó, bôi nhọ con Mi đó. Thực ra là tôi cũng đang có một chút bằng chứng là tôi biết được cái người lập cái nick tài khoản nào đó ai. Nên là mình xin được chia sẻ với mọi người ngắn gọn như vậy thôi. Mình vẫn theo dõi. Nếu như mà những cái người mà Hùng vừa nói ra khéo trên live mà họ vẫn có những cái hành động và có những cái câu từ như vậy, tôi sẽ công bố lên cho mọi người nghe. Và tất nhiên là khi tôi bật ghi âm lên thì mọi người sẽ nghe được cái giọng của người đó và nhận ra được người đó là ai liền. Được chưa nào? Đó, ok mọi người. Đây là tôi xin được nhắc lại một lần nữa ở trên live. Nếu như bất cứ ai có những cái lời nói hay hành động gì mà nó lăng mạ đến nhân phẩm của con Mi hay bản thân tôi hay gia đình tôi, thì tôi sẽ không có nhường nhịn và tôi cũng không có tôn trọng những cái người đó. Mình đến thì mình đón đúng mọi người. Ok, đó là hôm nay mình xin được chia sẻ với mọi người trên live như vậy. Mong là mọi người chúng ta cũng hiểu được rằng là trong cái hành trình này, nếu như bản thân Hùng không là một cái người cứng rắn và bản lĩnh đối diện với những cái điều đó, thì sẽ khó mà có được cái câu chuyện đến như ngày hôm nay. Nếu như Hùng là một cái thằng yếu đuối, sợ dư luận hay là những cái điều không đúng về bản thân Hùng hay Mi, thì chắc chắn là mình sẽ không có thể đủ cái bản lĩnh để mà dẫn dắt Mi từ cái môi trường rất là phức tạp đến cái thời điểm hiện tại giống như bây giờ. Được không mọi người? Đó. Nên là Hùng chỉ chia sẻ với mọi người như vậy thôi. Tính mình thì nhiều khi thẳng thì thẳng, nhưng mà đôi khi có những cái câu từ nó cũng sẽ làm cho mình rất là tổn thương. Đó. Và nhất là từ những cái người mà tưởng chừng như là xa lạ, nhưng mà ai ngờ cũng xuất phát từ chính những cái con người mà đã từng rất là thân thiết với mình, được mình tâm sự và chia sẻ rất là nhiều. Đó, nên là hôm nay Hùng xin được chia sẻ với mọi người như vậy để chúng ta có thể là hiểu. Nếu như mà giả sử một ngày đó không hay những cái điều đó nó xảy ra, thì hãy đừng có trách giận là ông Hùng rằng là ông đã không có cảnh báo này kia các kiểu. Đừng có lên mạng mà suốt ngày cứ nói Phật pháp về Quan Âm, nhưng mà sau lưng toàn dùng cái ngôn từ cho một cái đứa trẻ nghe nó cực kỳ khó chịu, ngay cả đến cả ông Hùng vậy. Dùng rất là câu từ nghe nó thiệt tình, là tôi nghe tôi cảm thấy thất vọng. Không nghĩ rằng là bản thân mình đã từng nói chuyện thân thiết với một cái con người kiểu là sống tâm địa mồm độc ác như vậy luôn. Ok mọi người, hôm nay có nghỉ ngày đó, nhưng mà do là cái chữ nó hơi mờ đó mọi người. 25 tháng 7.